Nói tới đây tôi nhớ lại hình như cái Tết năm rồi. Tết năm rồi thì tôi ở trên chùa Thanh Hòa. Hình như bữa đó là ngày 21, ngày cận Tết chứ chưa Tết. Lúc đó là mọi người ta lo người ta ăn tất niên đúng không? Còn ở chùa mình là mình lo mình đốn tre, mình làm mấy cái chòi lá vân vân để có cái chỗ trưng bày thư pháp, kinh sách băng đĩa cho Phật tử về tham quan, hoặc ai có duyên thỉnh cái gì thì thỉnh. Các vị biết buổi chiều đó tôi cùng với quý thầy đang cặm cụi trẻ tre, thì tôi nghe ở xa xa có tiếng một cái con heo nó kêu éc éc éc. Tự nhiên mình nghe như vậy là mình bỏ cái rựa xuống, mình đứng lên mình nhìn vòng vòng coi con heo nó ở đâu mà nó kêu. Và tôi nhìn lên trên phía đường, cái con đường người ta đi đó, là thấy một anh chàng, anh đang lụi cụi giữ chiếc xe máy, và trên xe máy là một cái con heo rừng mà nó bị cột trói lại, nó giải nó giải anh ta chạy không được. Và nó la thì thôi in ỏi. Tôi bỏ cái rựa và tôi đi lại gần anh và tôi nói: con heo đó anh chở đi đâu đó? Anh kêu: dạ chở về ăn tất niên. Tôi nghe như vậy thì tôi mới nói một anh Phật tử: bây giờ con lên con hỏi anh ta bán con heo này bao nhiêu thầy mua lại. Anh Phật tử đi lên, anh Phật tử đi xuống nói: dạ thầy ơi, người ta mua làm tất niên chứ người ta đâu có phải là mua để bán. Tôi thấy không xong rồi, tôi đi lên thì thưa các vị, con heo nó giải một cách kinh khủng lắm. Chiếc xe mà anh ta phải ghìm hai tay hai chân để giữ chiếc xe lại, mà thưa là con heo nó đã bị trói rồi, trói nằm như một cái đống thịt mà vậy mà nó la. Tôi đi lên thì tôi mới nói: con heo này anh không có làm thịt được đâu, anh bán lại cho thầy đi. Anh mới nói là: thầy muốn mua con chỉ chỗ cho thầy ra mua bao nhiêu con cũng được, còn cái này con mua về con làm tất niên mà. Cũng hên là anh ta không nói thầy thích thịt heo thì để về con làm thịt cho thầy ký về ký ăn cho vui. Chết luôn. Tôi năn nỉ anh ta: anh phải bán cái con heo này cho thầy, không ăn được. Anh mà ăn con heo này là anh tiêu đó. Mình hù quá chứ mình biết gì đâu, mình hù thôi. Vậy mà cũng không bán. Anh kêu con mua con heo này ở ngoài chân thành mà chở về đây là gần 30 cây số rồi, về trong này chút nữa là tới nhà rồi. Mà xin thưa, anh nói là con chở 30 cây số chở đi bình thường, mà tự nhiên bây giờ chạy về ngang tới đây là không chạy được. Sẵn cái câu mà anh ta nói chạy về ngang tới đây không chạy được, bắt đầu là mình mới quăng lựu đạn, mình nổ cho anh ta sợ. Mình nói rằng con heo này nó muốn tu, cho nên đi ngang chùa là nó muốn xuống chùa nó ở. Ảnh bỉm môi ảnh cười, mà ảnh cười khinh á. Ảnh nghĩ là mình nói xạo á, kêu làm gì có chuyện con heo mà muốn tu thầy. Thì tôi đang năn nỉ ảnh thì thưa Phật tử là con heo nó la chát lỗ tai quá, cái mình thấy mình nói anh kia cũng không nghe, mà anh kia nói mình cũng không nghe, nghe toàn tiếng heo la không. Cái tôi mới đi lại tới trước ngay cái mặt nó, tôi mới chỉ nè: nè, nếu muốn thầy cứu là phải im đi, để thầy năn nỉ người ta rồi thầy cứu cho, chứ la như thế này làm sao thầy nói chuyện. Một điều màu nhiệm vô cùng, mình vừa nói xong heo nín. Con heo nó nín rồi, nó đỡ tốn cái công mình năn nỉ, mình không cần năn nỉ nữa. Cái anh kia anh kêu: thôi thôi thầy nói đúng rồi, con heo nó muốn ở chùa. Thôi
con mua nó bao nhiêu, bây giờ con để lại thầy bao nhiêu, con thề là không dám lấy một đồng tiền lời nào hết, con xin cúng dường tiền xăng chở nó cho thầy. Cái tự ảnh quay đầu ảnh chở xuống chùa rồi ảnh thả. Thưa, và mình nuôi con heo đó tới bây giờ ở trên chùa Thanh Hòa, bữa nay anh ta cũng lớn lắm rồi. Đại chúng bữa nào có dịp rảnh lên chùa Thanh Hòa tham quan con heo. Mấy ngày đầu anh ta còn sợ người ghê lắm. Con heo á, nó sợ con người, thấy người là nó ne, hoặc là nó hực hực như nó muốn cắn vậy đó. Nhưng rồi mình nói, thôi, con ở chùa, quý thầy đặt cho con pháp danh là Tỉnh Giác, bởi vì nhiều kiếp mê lầm, cho nên mới phạm phải những cái tội lỗi mà đọa làm heo. Bây giờ cho con pháp danh Tỉnh Giác, hết một kiếp này rồi thôi, đừng bây giờ làm heo nữa. Kiếp sau trở lại làm người, có duyên đi tu hành để giải thoát sanh tử. Tự nhiên rồi cái anh ta rất là hiền, mấy thầy ngồi ăn cơm thì anh ta lại nằm dưới chân đó, y như con chó mình nuôi, nằm im đó, ai muốn rờ, ai muốn đụng, ai muốn làm gì cũng được hết. Rồi mình cứ thả lan như vậy, đi đâu chơi đi rồi cũng về. Rồi cái thời gian mấy thầy không có quan tâm tới anh ta, bắt đầu anh ta sanh chứng. Phá là không phá cái gì hết, mà cứ các vị biết mấy cái tô cao su của người ta để cạo cao su đó, anh ta đi lại lấy cái mũi hửi hửi xong dứt rớt xuống lấy chân đạp bể. Thầy trụ trì vô Thanh Hòa, ông nói: ông thiền ơi, con heo của ông nó phá y như ông. Xong rồi mình nói thôi, vậy thì bây giờ vì chùa mình chưa có làm cái hàng rào, thôi thầy cứ tạm thời làm cái chuồng cho nó ở trong đó, chứ không nếu mà nó đi kiểu này mốt người ta bắt nó. Thưa, nói là nói như vậy để mình trở lại. Và tôi có một cái cảm nhận như thế này nè, khi con heo nó mới về, nó có sự hận thù đối với những người đã cọp trói nó, chuẩn bị làm thịt nó. Nó căm ghét, trong cái ánh mắt của nó cho mình thấy rằng nó rất là hận những con người đang có mặt trước mặt nó, đang đứng trước mặt nó. Thế cho nên ai đi tới nó cũng hực, cũng đòi cắn hết. Nhưng mà đến một lúc nào đó, nó cảm nhận được tình thương của quý thầy ở chùa dành cho nó. Nó biết đây là những con người không hại mình, đây là những con người đã cứu mình, những con người thương yêu mình. Thế cho nên tự nhiên nó có một cái gì đó rất là gần gũi, rất là thân mến đối với mấy thầy. Nói để trở lại, chính sự thương yêu của mình dành cho con người, con vật, hay là dành cho những người trong vô hình, xin thưa các vị, những điều đó sẽ được trả lại, sẽ được đáp trả lại, đó chính là bằng tình thương yêu khác. Một tình thương yêu có khi lại là to lớn hơn. Còn như chính sự thù hận của mình dành cho một người, dành cho một loài vật, hay là dành cho một ai đó ở trong vô hình, thì tự nhiên mình sẽ đón nhận lại chính là sự căm ghét và hận thù. Đối với con vật, mình thương nó thì tự nhiên nó gần gũi, nó thương lại mình. Cái anh chàng đó, anh nuôi một con chó, anh nuôi con chó mà anh rớt xuống cái hồ bơi, anh rớt xuống cái hồ bơi mà cái hồ bơi nó hơi sâu, anh ta không biết lội. Thưa các vị, thì trong lúc mà anh ta cầu cứu, hai tay cứ vơ vơ bập 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 trên mặt nước, thì con chó nó chạy trên bờ và nó chạy, nó kêu ẵng 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 để coi có ai nhảy xuống cứu không. Không có ai hết, chính nó nhảy xuống, nó bơi lại rồi nó để cho anh ta ôm cái thân nó, ôm cái thân nó để trồi được cái đầu lên mặt nước thở, xong nắm cái đuôi nó lội bơi kéo anh ta vào bờ. Cứu vật, vật trả ơn, ngừng đây chứ đừng nói cứu nhân trả quán. Không có, mình giúp con vật biết ơn mình, mình giúp con người cũng sẽ biết ơn mình. Và chính cái đem lại tình thương cho nhau, xin thưa, nó sẽ xóa bỏ đi tất
cả mọi hận thù trong nhiều kiếp, hoặc vô tình hay cố ý mình đã gây tạo mà bây giờ mình quên đi, mình không biết. Đức Phật nói thế nào? Trong cuộc đời này, hận thù không thể trừ diệt hận thù, mà chỉ có lòng từ bi mới trừ diệt được hận thù. Đó là định lực ngàn thu. Cũng vậy, trong cuộc đời này không phải đem cái sự ghét, sự đau thương để trừ diệt sự đau thương, mà phải đem tình thương yêu, đem lòng bao dung, đem tâm hỷ xả đến với cái hận thù để tưới mát cái hận thù, thì tự nhiên hận thù nó sẽ tắt, nó không còn nữa. Ví dụ tôi cùng với một người nào đó có cái nợ là sát thân đi, tại vì trong nhiều kiếp mình đâu biết mình tạo tội gì, có lúc mình làm vua, có lúc mình làm quan, có lúc mình làm tướng cướp, có lúc mình làm tên đồ tể, vân vân. Hoặc kẻ đó là một con vật đã bị từng chết dưới tay của mình, hoặc kẻ đó là một tội phạm đã từng chết dưới lưỡi gươm của mình, hoặc đó là một người có của đã từng bị mình ăn cướp và mình giết, vân vân. Đó là cái nợ sát thân lẫn nhau. Thưa, cái nợ này, cái nợ sinh mạng phải trả bằng sinh mạng, đó là điều tất nhiên. Và tự nhiên gặp nhau là có cái tâm hận thù, ghét bỏ nhau thôi, thương không được. Bởi vì trong kiếp quá khứ đã từng có cái nợ sinh mạng lẫn nhau, bây giờ gặp lại là muốn ăn tươi nuốt sống, muốn giết nhau chết mà thôi. Nhưng nếu trong hai người và một người có một người biết tu, có một người biết tu, không đem lòng ganh ghét, rải tâm từ đến với cái người đang hận thù mình, tự nhiên sẽ cảm hóa được người đó, cảm hóa được người đó, và tự khắc người đó sẽ thay đổi, thay vì là từ cái ghét rất là lớn trở thành cái giận nho nhỏ ở trong lòng, rồi từ từ tùy theo cái khả năng tu tập của người kia để bắt đầu hồi hướng công đức và xóa bỏ đi cái hận thù đối với người này. Thương yêu là cách xóa bỏ hận thù. Có cái chị đó, chị nói thầy ơi, con thương ông chồng của con vô cùng, mà thật sự trước khi lấy nhau ông cũng thương con rất nhiều, nhưng mà không biết cái nợ gì mà kể từ khi ngài lấy nhau về tới giờ sống không hạnh phúc, sống mặt lớn mặt nhỏ, vợ chồng với nhau mà ông giận lên là ông sắc độ, ông đuổi con ra ngoài đường mấy ngày rồi đi về mà cứ như vậy hoài, bây giờ con phải làm sao? Tôi hỏi chị có biết ăn chay không? Tháng con ăn được 4 ngày. Chị có biết niệm Phật không? Biết. Chị thuộc chú Đại Bi không? Dạ con thuộc được khúc mất, về ráng học. Chị biết phóng sanh không? Có mấy lần con cũng đã từng đi phóng sanh, vân vân. Chị hãy làm tất cả những điều tốt, tất cả những điều tốt. Chị hãy tu tập tất cả những công đức, hãy đem tất cả những công đức và những phước báo mà chị làm ra từ sự tu tập và từ những điều tốt mà chị làm, hãy hồi hướng và chú nguyện đến cái tên của người chồng chị. Chú nguyện cho ông chuyển đổi cái tâm, cho ông hướng về Phật Pháp, và chị cũng đem cái công đức đó hồi hướng mà trả nợ cho ông. Phải nói trong tâm niệm rằng: kính lại mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Tổ sư, chư hiền thánh tăng, con là Nguyễn Thị B đã nhiều đời nhiều kiếp gây oán thù với ông Trần Văn A. Hôm nay con xin nguyện tu niệm Phật, trì chú, phóng sanh, cúng dường gì đó, có bao nhiêu công đức phước báo, con xin hồi hướng để trả nợ oán thù cho ông, xin cho con và ông dứt đi cái nợ oán thù trong kiếp này, đừng có kéo cái oán thù lây dây nhiều kiếp về sau. Thưa, ở đây các vị cũng nên làm như vậy. Tôi nghĩ trễ lắm là một năm, trễ lắm là một năm, tất cả mọi sự việc sẽ tốt đẹp. Các vị không cần tin tôi, nhưng các vị hãy tin Phật Pháp, vì biết rằng Phật Pháp rất màu nhiệm. Chính sự nhiệm màu của Phật Pháp có thể thay đổi một con người từ cái cực ác trở thành cực thiện, từ một con người rất là xấu trở thành một con người hoàn toàn tốt. Phật Pháp màu nhiệm là ở chỗ đó.
chứ không phải là đến khi mình bay xẹt xẹt trên mặt nước hay là mình phun la rửa, phun la khói, cái đó mới là màu nhiệm. Không, màu nhiệm chính là ở ngay nơi con người. Con người từ xưa đến giờ chưa từng biết đi chùa mà bây giờ biết đi chùa, đối với họ đó là Phật pháp màu nhiệm. Một con người chưa từng biết cúng dường, chưa từng biết bố thí, một con người keo kiệt bẩn sẻn mà bây giờ biết cúng dường, biết bố thí, đó là màu nhiệm. Một con người chưa từng biết ăn chay niệm Phật mà bây giờ biết ăn chay niệm Phật, đó chính là Phật pháp màu nhiệm. Chính cái màu nhiệm đó chuyển đổi tâm tánh và hành nghiệp của con người, chứ không phải màu nhiệm là phải như có phép như Tề Thiên bay múa lên thiên đình đồ náo loạn đồ mới là màu nhiệm. Thưa mình, tôi kéo các vị đi hơi lê thê rồi, mình lại trở về với đề tài. Tôi đọc ở đâu đó được một cái câu rất là hay: người hiền đi đến đâu nơi ấy sẽ vui lâu, vì tình thương lan tỏ xóa sạch hết hận sầu. Một cái con người hung dữ, họ đến trong một cái làng, trong một cái xã thì tự nhiên ở chỗ đó sống không yên ổn. Có cái gì đó cần phải tránh xa, có cái gì đó cần phải đề phòng. Không nên gần tên đó, không nên chơi thân với tên đó, vân vân. Bởi vì ở trong, trong con người đó luôn bốc cháy cái lửa giận dữ, căm ghét. Và những cái đó chỉ đem đến cho anh ta đau khổ và những người gần anh ta bị ảnh hưởng, bị đau khổ. Cho nên cái con người dữ đi đến đâu thì chỗ đó chẳng có tình thương đâu, chẳng có vui lâu đâu, mà luôn có sự đau khổ, bất an và dè chừng. Còn người hiền đi đến đâu nơi đó sẽ vui lâu. Vì sao? Vì người đó luôn tươi mát, người đó luôn sống bằng trái tim yêu thương và nói lời yêu thương, rồi chia sẻ cho con người bằng hành động yêu thương. Đó là người chứng mực của đạo đức. Mà con người chứng mực của đạo đức đi đến đâu thì tất nhiên sẽ được mọi người quý mến, kính trọng và được mọi người học hỏi theo. Chứng nhất của đạo đức, chứng nhất của yêu thương là ai? Các vị nói tôi nghe thử coi. Phật. Chứ ai nữa? Chứng nhất, chứng không cần phải chứng. Đức Phật, các vị nên nhớ, thời Đức Phật còn tại thế thì trước khi Đức Phật thể hiện đã có bao nhiêu tôn giáo rồi? Gần 100 tôn giáo có mặt ở đó, đất nước Ấn Độ, mà toàn là thờ thần, thờ lửa, vân vân. Mình không dám nói họ là tà đạo mê tín, nhưng họ không đưa con người đến được với chân lý, đưa con người đến với sự giác ngộ và giải thoát. Rồi Đức Phật mới thể hiện và đem chân lý, đem con đường giác ngộ, giải thoát, Ngài đi dạy cho con người, dạy cho chúng sinh, dạy cho hữu tình, dạy cho những người có duyên, vân vân. Các vị biết, với một đất nước mà có nhiều tôn giáo như vậy thì tất cả mọi người có mặt đều theo một tôn giáo của mình trước đó đã theo, không có ai là không tôn giáo cả. Thì mình là một người đi truyền đạo, và những người kia là tín đồ của ngoại đạo, họ thấy mình làm sao có cảm tình được. Đơn giản như bây giờ nè, các vị cứ nhìn vào cuộc đời đi. Tất cả những tôn giáo có mặt ít có hòa hợp được với nhau lắm. Bao nhiêu cuộc hội thảo dành cho tôn giáo để ngồi lại là làm gì? Để tạo nên một sức sống, một cái sự hòa hợp trong một đoàn thể đang sống chung giữa các tôn giáo, nhưng hiếm lắm. Đôi khi bằng mặt chứ không bằng lòng, bởi vì anh không cùng chung lý tưởng với tôi. Có sự ganh ghét nhẹ nhẹ ở trong đó. Trở lại, Đức Phật Ngài đi truyền đạo với bao nhiêu con người đã có tôn giáo, đã có thần linh của riêng mình rồi, mà bây giờ Ngài đi truyền đạo. Ngày mai người ta nghe rằng ngày mai Sa Môn Cù Đàm cùng với các đệ tử sẽ đi đến đây, thì người ta sẽ chuẩn bị gì? Ai là người cầm gậy gộc để ném, ai là người cầm đá để ném, và ai là người sẽ đứng ra chửi, vân vân.
Rồi Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài đi đến đó vẫn bị đường quan, vẫn bị đúng y như họ lên kế hoạch, cũng bị ném đá, cũng bị chửi, vân vân. Nhưng Đức Phật Ngài không bao giờ trả lời, Ngài không bao giờ thay đổi sắc mặt, và không bao giờ có chuyện Đức Phật buồn giận người đó. Ngài vẫn ung dung, vẫn mỉm cười. Thay vì người ta chửi mình, Ngài phải giận chứ, nhưng không, Ngài đem hết tình thương của mình, đem hết con tim của mình dành cho những người đang dùng lời sỉ vả mắng nhiếc Ngài và các đệ tử của Ngài. Khi đó Ngài A Nan mới nói rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Đức Thế Tôn đi sang nơi khác mà truyền đạo. Ở đây con người họ ác tánh dữ dằn quá, con nghĩ rằng Thế Tôn ở đây họ sẽ gây tổn hại đến Thế Tôn. Đức Phật nói: Này A Nan, Như Lai có thể đi đâu chứ? Thì Ngài A Nan mới nói: Có thể đi về thành Xá Vệ, thành Cả Tỳ La, đi đâu 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 đó, vân vân. Đức Phật mới nói: A Nan, Như Lai không thể đi, bởi nơi đây, ở nơi đây lửa hận thù đang bốc cháy, Như Lai cần đem tình thương để tưới tẩm. Như Lai không thể đi, này A Nan, vì nơi đây chưa có ánh sáng của chân lý, nơi đây còn tối tăm trong vô minh, trong sự đau khổ, nên Như Lai cần ở đây để đem ánh sáng của chân lý và đem tình thương đến cho nơi đây. Rõ ràng là mình thấy Đức Phật quá từ bi. Như vậy rồi các vị biết rằng khi Đức Phật nói lời đó với Ngài A Nan, có những con người đang sỉ vả Ngài bỗng nhiên ngừng lại, có những con người đang cầm gậy gộc, ngói đá chuẩn bị ném Ngài cũng buông xuống. Họ liền nghĩ rằng: Ồ, trong cuộc đời làm gì có một vị đạo sư nào mà hiền lành đến thế, làm gì có một vị đạo sư nào mà dễ thương đến thế, và làm gì có một vị đạo sư nào mà có cái tâm bao dung đến thế. Tất cả những đạo sư của ta tôn thờ đều đưa ra cho ta những giáo điều là phải tôn kính, tôn sùng các ông. Nếu như mà có điều gì đó phạm phải với các ông thì sẽ bị trừng phạt, trừng trị bằng mọi hình thức, đau khổ, vân vân, thế này thế khác. Vậy sao vị đạo sư này lại hiền lành, khả ái đến thế mà ta không học hỏi theo? Thế là từ đó họ phát lên cái tâm tôn kính đối với Đức Phật và những đệ tử của Ngài. Chính vì vậy mà họ đến ngồi xuống lắng nghe những lời Ngài nói. Rõ ràng là người hiền đi đến đâu nơi ấy được vui lâu. Rồi bây giờ cũng vậy. Thí dụ mình ở trong một cái xóm đó có được vài nhà, và trong đó có một nhà có tên bượm rượu, trong nhà có một tên ghiền số đề, trong nhà có một tên thích cá độ đá banh, và ở trong một nhà có một người Phật tử. Thì tất nhiên ở trong bốn cái nhà đó, cái nhà mà được người ta quan tâm nhất, gần gũi, lui tới nhất và tặng cái bằng gia đình văn hóa là nhà ai? Tất nhiên là nhà của một người Phật tử. Không thể nào đem cái bằng gia đình văn hóa để tặng cho gia đình cái anh mà cá độ đá banh. Cũng không thể nào đem cái đó mà tặng cho anh chàng thích số đề. Cũng không thể nào đem cái đó mà tặng cho anh chàng bượm rượu. Tất nhiên là phải tặng cho người Phật tử. Vì sao? Vì người đạo Phật tử có cái căn bản của đạo đức, có căn bản của đạo đức, có xương sống của đạo đức. Họ sống ở cuộc đời. Tôi đang nói với những người Phật tử hiền nha, nói đến những người Phật tử tu tập nha, chứ không phải có nhiều bà Phật tử nhưng mà cũng dữ dằn lắm. Mình không nói những người Phật tử dữ dằn, mình đang nói đến những người Phật tử hiền lành và sống đúng theo lời Phật dạy. Thì tất nhiên ở giữa một, ở trong gia đình họ là chuẩn mực của gia đình, họ là trụ cột. Ở trong làng xóm họ cũng là điểm sáng giữa làng xóm. Đó là điều tất nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì họ là hiện thân của đạo đức, là hiện thân của tình thương yêu. Và tất nhiên điều đó sẽ đến với họ. Rõ ràng vậy thôi. Nói cái gì nữa đây ta? Có một anh chàng ăn xin bị câm,
bị câm, nhưng mà cái khổ của người câm đó là còn nghe được. Thường thì người ta bị câm sẽ bị điếc, vậy độ khổ hơn là vì sao các vị biết không? Khỏi nghe người ta nói xấu mình, nghe mà nói lại không được, tức lắm. Cho nên tốt nhất là không nghe. Nhưng có anh chàng này, anh bị câm, anh không bị điếc và anh ăn xin, anh có tật ở chân. Có chỗ nào đâu mà ngủ, anh đến trước một cái sạp chợ, mà ở cái chợ có cái sạp mà cái chỗ đó là hình như là bán quần áo hay gì đó, tôi không nhớ rõ. Tối tối anh ta ngủ trước cái nhà đó, vì nó có cái mái hiên che ra không bị mưa, cũng chẳng ai cho anh cái gối cái mền gì hết. Mỗi buổi sáng khi mà mở sạp chợ thì ông chủ quán liền tức giận khi thấy có một tên ăn mày tật nguyền, thân hình hôi hám nằm trước cái cửa tiệm của mình. Ông ta liền dùng những lời chửi mắng, có khi dùng tay để đánh, dùng chân để đạp. Nhưng mà anh chàng ăn xin chỉ có biết chắp tay vái lại van xin bằng ánh mắt, chứ không nói được. Van xin bằng ánh mắt, hãy tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho tôi. Nhưng ông chủ quán ngày nào cũng thế, cũng giận dữ, cũng học hằng, có khi dùng chổi để đánh, dùng gạch để ném. Nhưng anh chàng này cũng không hề giận các vị ạ, không hề giận. Rồi đến một ngày khi ông mở cửa tiệm, anh không còn thấy anh ăn xin này nữa. Ngày đầu tiên ông cảm thấy có cái gì đó vui vui, vì đã mất đi cái cục nợ này. Đến ngày thứ hai cũng không thấy, ngày thứ ba, đến ngày thứ tư, tự nhiên trong lòng ông nó thổn thức, nói lên tiếng nói của ân hận. Ở trong tiềm thức của ông vọng lên tiếng nói: ồ, cái gã đó nó đã đi đâu, còn sống hay chết? Thưa, ở trước nhà ông rất may là có một cái camera để quay lại, ghi hình lại tất cả. Ông mới vô lật cái máy tính của mình lên, tìm tòi lại những cái hình ảnh của nhiều ngày về trước. Và ông thấy lại những cái hành động của mình đối xử với một người ăn xin như vậy. Ông cảm thấy ân hận, ông biết mình sai. Nhưng sự ân hận nó lớn hơn và khiến cho ông phải tức tối, sụt sùi trong nước mắt. Đó chính là khi ông thấy được cái hình ảnh chính cái anh chàng ăn xin này bảo vệ tài sản của ông. Các vị biết anh chết, anh chàng ăn xin anh chết là bởi do bị hai tên cướp dùng dao đâm vào người anh ta. Đâm vào người anh ta. Vì buổi tối đó hai tên cướp đến dùng dao, dùng búa, dùng vân vân, dùng mọi thứ để đập cửa, để cạy cửa nhà ông ta. Thì anh ăn xin này thấy như vậy mới cản, mới nhào vô đẩy hai tên cướp đó ra. Đẩy hai tên cướp đó ra thì trong lúc ẩu đả, hai tên cướp dùng dao đâm anh. Đâm anh rồi thì anh thưa, anh chết và bị lôi xác bỏ đi đâu đó mình không biết. Khi ông tìm lại thấy được cái hình ảnh có anh chàng ăn xin hàng ngày bị mình đánh, mình chửi, mà lại đối đầu với hai tên cướp để bảo vệ tài sản cho nhà mình, ông cảm thấy đau khổ vô cùng. Nên thưa, rồi tìm đi đâu, tìm đi đâu được để nói lời cảm ơn, tìm ở đâu ra con người đó để mình nói lời xin lỗi? Không bao giờ tìm được. Ở đây Minh Thiền muốn nói với đại chúng, có những lúc chúng ta có được cái cơ hội để thương yêu, có được cái cơ hội để che chở, có được
tất cả mọi cơ hội tốt đẹp, tất cả mọi cơ hội tốt đẹp để làm thăng hoa đạo đức. Nhưng chúng ta luôn để cho những cơ hội đó vụt đi qua rồi mới cảm thấy hối tiếc. Mình cứ nghĩ, giá như mỗi buổi sáng mình gặp anh chàng ăn xin như vậy, mình nở nụ cười, cho anh một gói xôi, hoặc cho anh một chén cơm, cho anh 1.000, thì thế nào? Người ta sẽ nhớ ơn mình suốt đời các vị ạ. À. Và trong dòng luân hồi nhân quả kiếp sau nữa, chính những người đó là những người đi theo và trung thành với mình, bảo vệ mình, lo lắng, chăm sóc cho mình. Hoặc có khi họ sẽ trở thành chồng, thành vợ, hoặc thành con, hoặc trở thành cha, thành mẹ của mình, để lo lắng, bảo vệ, chăm sóc cho mình. Họ có thể đem cả thân mạng của họ để bảo vệ, để đem đến sự an toàn và bình an cho mình. Đó là điều tất nhiên. Mình không cần nói đến dòng nhân quả bắt buộc người đó phải trả nợ hay gì hết. Nhưng mà ở đây mình nói với nhau, đó là tình người. Tình người. Ngày hôm nay tình người hay là giá trị đạo đức bị xuống cấp là bởi do con người xem đồng tiền, xem vật chất quá lớn. Xem đồng tiền, xem vật chất quá lớn. Họ có thể cắm đầu để kiếm ra rất nhiều những đồng tiền. Họ có kho lẫm, họ có tài khoản gửi trong ngân hàng vân vân, rất nhiều và rất nhiều. Họ có thể mua được mấy cái nhà, mua được vài chiếc xe hơi, mua được hàng chục mẫu đất vân vân. Nhưng nhìn kỹ lại, cha mẹ họ có khi là người bữa đói bữa no, anh em họ có khi là người đủ ấm ngày hôm nay nhưng mà không đủ ấm ngày mai. Rồi những người xung quanh họ là những người phải chạy phải cực khổ để kiếm ra đồng tiền bát gạo nuôi thân qua ngày. Nhưng họ vẫn thờ ơ, vẫn phớt lờ, vì họ thấy rằng tất cả những con người đó không cần để biết đến, không cần để quan tâm. Mà cái mình quan tâm đó chính là đồng tiền. Hàng ngày làm sao có tiền vô, hàng ngày làm sao có tiền để đem đến gửi ngân hàng, hàng ngày làm sao có tiền để sắm vàng để cất, hàng ngày làm sao có tiền để thụ hưởng xa hoa. Chính vì vậy mà tình thương hay giá trị đạo đức của con người bị đánh mất đi bằng những đồng tiền phù du kia. Tiền nó là giấy, của cải nó cũng là phù du. Tất cả những cái thứ đó sẽ trả lại cho đời, chẳng mang đi được. Nhưng khi còn sống họ cứ nghĩ rằng tôi có những thứ này và không bao giờ mất. Nhưng họ quên rằng chính cái tình cảm dành cho nhau, chính những điều tốt lành họ dành cho con người, dành cho xã hội, chính những cái đó mới còn hoài không mất. Đức Đa Lai Lạt Ma khi được người ta hỏi: thưa ngài, ngài thấy cái gì ở giữa cuộc đời này là cái ngộ nghĩnh nhất? Đức Đa Lai Lạt Ma ngài nói: tôi thấy con người là ngộ nghĩnh nhất. Bởi vì sao? Bởi vì con người bỏ sức khỏe, bỏ thời gian để chạy đi kiếm những đồng tiền và vật chất, rồi sau đó đem đồng tiền và vật chất để đi mua lại sức khỏe và mua lại thời gian, nhưng không bao giờ được, đúng không? Sức khỏe và thời gian không thể mua bằng đồng tiền. Như vậy mà mình lại đem sức khỏe rồi đem thời gian của mình để chạy đi kiếm đồng tiền. Và ngài nói thêm là con người lại ngộ nghĩnh một điều nữa là con người luôn thích sống ở tương lai mà đánh mất đi giây phút của mình trong hiện tại, để rồi con người không sống được trong hiện tại lẫn tương lai. Đúng là những bậc thầy đại trí, các ngài nói câu nào thì không cần phải suy nghĩ,
không cần phải chỉnh sửa. Tất cả mọi thứ như là chân lý đang nói ra để dạy tất cả chúng ta. Có phải chúng ta đang sống với ngày mai không? Và chúng ta quên đi giây phút này. Chúng ta luôn chạy theo đồng tiền để rồi quên hẳn đi tất cả mọi tình thương, mọi quan tâm, tất cả mọi cơ hội để đem đến hạnh phúc trong đời sống của mình, trong giây phút hiện tại. Cho đến một ngày anh có thật nhiều tiền, anh nhìn trở lại đoạn đường anh đi qua, anh thấy gì? Ồ, cả một sự nhàm chán. Ồ, cả một chuỗi ngày không ý nghĩa. Bởi mở mắt là kiếm tiền, mở mắt là kiếm tiền, mở mắt là kiếm tiền, 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 và cuối cùng cũng là tiền. Tìm lại một chút tình chẳng có, tìm lại một chút tình chẳng có, tình thương yêu của gia đình, tình chồng vợ, tình thương của cha mẹ dành cho con cái, tình thương của con cái dành cho cha mẹ. Tất cả mọi thứ anh đã để ở bên lề của anh đi qua, và không bao giờ anh có một lần quan tâm nhìn ngó đến nó. Có người anh khô khan vô cùng. Có người sống không có tình thương đối với nhau là có người khô khan. Có người đó chính là gỗ đá các vị à. Mà thật sự phẩm chất của một con người không thể thiếu đi tình thương. Không thể thiếu tình thương. Con người sẽ luôn tươi mát với tất cả những gì của trái tim, của hành động và của lời nói dành cho nhau. Nhưng thường chúng ta quên hẳn điều đó. Tôn nữ Hỷ Khương, không biết nhớ có đúng không, bà có rất nhiều bài thơ, và có một bài thơ mà hầu như tất cả chúng ta ai cũng thuộc, đó là: còn gặp nhau xin hãy cứ vui, cuộc đời như gió thoảng mây trôi, nhục vinh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Tất cả những điều mà tôi nói hồi nãy giờ 60 phút cũng chỉ còn lại là cái câu cuối cùng: chỉ có tình thương để lại đời. Thưa tất cả các vị, mọi thứ rồi sẽ theo dòng thời gian đi qua. Thân xác mình, của cải vật chất, công danh sự nghiệp, rồi nó cũng sẽ đến một điểm chấm hết, và nó tiêu tan theo mây khói. Nhưng duy chỉ có tình thương mình dành cho nhau, nó còn mãi mãi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ đời này sang đời khác. Và các vị hãy nhìn đi, rất nhiều những bậc thầy, rất nhiều những bậc thánh nhân, các ngài đến với cuộc đời vì tình thương yêu dành cho nhân loại. Và khi các ngài có mặt chỉ 50 năm, 70-80 năm, và cuộc sống của các ngài đến điểm chấm hết, nhưng tình thương của các ngài vẫn còn mãi đến ngày hôm nay và mãi về sau này, để cho loài người chúng ta có cơ hội được học hỏi, được rèn luyện để thăng qua đời sống của tự thân. Và tất cả những điều còn lại đó vì chính là tình thương, vì là tình thương cho nên nó còn lại. Chứ nếu nó là vì một cái điều khác, vì danh vọng, vì sự nghiệp, vì cái gì của riêng một cá nhân, xin thưa, nó sẽ chấm hết sau khi thân phận này đến điểm chấm hết. Nhưng tình thương nó sẽ không chấm hết, nó trường cửu, nó bất tận, và nó sẽ là một cái gì đó kết tinh để làm cho cuộc sống này được bình yên. Thưa các vị, xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe những điều tôi chia sẻ. Chúc các vị nhiều sức khỏe. A Di Đà Phật.